Chào anh em nhé. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại quay game lấm lưu tiền lên cho anh em xem. Hôm nay mình sẽ test một K5 vé kỹ năng và một K5 vé đồng hành khi cấp level 12 cho anh em xem là sẽ ra được bao nhiêu món bất diệt và huyền thoại. Anh em xem là sẽ rớt được bao nhiêu món nhé, bao nhiêu miếng huyền thoại và bao nhiêu miếng đồng hành. Cuộc triệu hồi sẽ bắt đầu ngay sau đây. Ui dồi ôi, ngay pha đầu đã được một mảnh huyền thoại rồi. Một mảnh kỹ năng huyền thoại ngay đầu tiên. Mong là bước khởi đầu suôn sẻ thì những phát tiếp theo cũng sẽ thuận lợi. Toan rồi, đầu xuôi mà đuôi không thấy lọt. Rớt toàn gì đâu không. Ui giời ạ, mình level 12 mà rớt cũng không khả thi lắm. Phần trăm của level 12 cũng không khác gì level 10 là mấy. Có khi rớt còn kém hơn level 10. Kiểu này không biết được mạch nghe bất diệt nào không. Giữa toán trắng mới sành. Xui gì xui, dã man. Mảnh đó cho thấy rớt này. Được một mảnh nữa, một mảnh đỏ nữa. Ái à, hay ghê. Lại được một phát đỏ nữa. Ba mảnh đỏ rồi. Toan thật rồi. Kiểu này thì khó ra mảnh bất diệt đấy. Toan trắng mới xanh. Đen quá. Ui giời ơi, mà giật lẩy mà cứ tưởng là nó ra cái đồ ngon không nè. Ra đủ đâu đâu. Một món đỏ nữa. Hay quá.
ngóng đợi đồ bất diệt mà không thấy đâu. Trời ơi là trời, cất đồ của tôi hết ở đâu rồi đấy, mãi không thấy ra món nào. Đẹp có bốn mảnh đỏ. Ôi giời ơi, gần một cái năm rồi. Giời ơi, hơn một cái năm rồi mà vẫn chưa được một món bất diệt nào. Tiếp tục qua đồng hành, không biết được một món nào không đây. Anh em xem cho xem được khả năng được món nào không? Level 12 thì tỷ lệ nó chỉ có 0,01%. Tỷ lệ khá thấp. Nhưng mà level 15 thì nó cũng mắc rồi. Level 15 thì là có 0,04%. Tỷ lệ rút cái này có vẻ nó khoai hơn rút trang bị. Nhéo gai 4-500 miếng rồi mà vẫn chả được có mình mảnh đỏ nào chứ. Mảnh đó ra còn khó này thì ai đẹp môn mảnh đó. Giời, mảnh đỏ ra này khó phết. Nay mà ra bất diệt thì chắc là phải tầm 5.000 hay 10.000 mảnh mấy trăm biến ra. Hơn cả mảnh không ăn thua. Tỷ lệ trắng xanh ra vẫn khá nhiều. Ngày hôm nay rút thực sự vẫn xui, không được suôn sẻ lắm. Đã xui lại còn gặp đen. Toát rồi, hôm nay vỡ trận rồi. Vỡ trận rồi, ui giời ơi. À, được một thằng mảnh đồng hành đỏ nữa rồi. Nghĩa là cả tín lăng và mảnh tín lăng với mảnh đồng hành thì được gần chục mảnh. Mà mất 3.000 vé. 3.000 vé mới được gần chục mảnh. Thực sự không thể nói là đỏ chút nào. Chào anh em nhé. Lần sau nếu mà mình up cấp cao chút thì mình sẽ tiếp tục về rút cho anh em xem tỷ lệ ra nhiều hơn không. Chứ lần này ra ít quá. 3.000 mảnh, hơn 3.000 mảnh mà có ra được bấy đám mảnh đỏ, chả được món bất diệt à. Mình kết thúc video tại đây nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ. Hẹn gặp anh em lần sau.